Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, xã Định Hải đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp giữ vững và nâng chất các tiêu chí phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao năm 2024. Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền xã Định Hải đã xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình, phần việc và thời gian hoàn thành, tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức dân chung sức đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, đến nay trên cơ sở tự tổ chức đánh giá, xã Định Hải đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao với tổng kinh phí đã huy động cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2023 hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là nhân dân đóng góp để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà ở, các công trình phụ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt là hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Cơ sở vật chất văn hóa, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, 100% số thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định. Nhà văn hóa các thôn được chỉnh trang, xây mới khang trang theo đúng tiêu chí, nông thôn mới nâng cao. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, thu hút đông đảo người dân tham gia. Để tiêu chí môi trường, một tiêu chí khó không trở thành rào cản trên chặng đường về đích nông thôn mới nâng cao, xã Định Hải chú trọng công tác tuyên truyền nhằm thay đổi thói quen, tập quán, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường và được thực hiện đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí. Bên cạnh đó, xã chú trọng nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, hệ thống cơ sở vật chất y tế, giáo dục được đầu tư đồng bộ, khang trang, đáp ứng ngày càng cao hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe và học tập của nhân dân. Song song với việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng, diện mạo, cảnh quan, Định Hải đặc biệt quan tâm đến tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Xã đã xây dựng được mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất. Cùng với đó, xã đã xây dựng và phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu trong sản xuất lúa do Hợp tác xã Nông nghiệp thực hiện với các khâu được thực hiện bằng cơ giới hóa. Hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp ngày càng hiệu quả. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, xã có một sản phẩm tường làng Ái đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Cùng với tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, Định Hải đã chú trọng phát triển kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhằm giải quyết việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 đạt 65,16 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,58%, 99,68% lao động trong độ tuổi có việc làm. Kinh tế xã hội phát triển, các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao được hoàn thiện, bộ mặt nông thôn mới từng ngày đổi thay toàn diện theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp và hơn hết là sự hài lòng của người dân, chủ thể thực hiện và thụ hưởng những thành quả xây dựng nông thôn mới. Với sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của cấp trên, sự quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân, đến nay, diện mạo xã nông thôn mới nâng cao của Định Hải đã hiện hữu gắn với khung cảnh thanh bình của một miền quê trù phú đáng sống. Nông thôn mới, diện mạo mới, sức sống mới, đó là minh chứng cho sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Định Hải trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo động lực hướng tới xây dựng Định Hải trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai.